Em à? Dạ. Ngày xưa đi học, em học giỏi nhất môn gì? Dạ, em học giỏi nhất môn văn. Còn anh thì giỏi môn hóa. Mình cùng trở thành một gia đình văn hóa nha em. Trời ơi, quá hay. Mỗi người đàn ông ở từng cặp sẽ có một câu thả thính, à tính. Bắt đầu nói câu với một người phụ nữ mà sẽ theo mình suốt chặng đường từ đầu cho đến cuối chương trình. Kỳ tài thách đấu quá wow wow. Nhưng mà em có được nhìn Harry rồi em nói với dạ không? Nè coi lại nha, nồi nào ấp dung nấy nha. Cái nồi này làm sao ấp được cái dung đó? Biết cái nồi này chưa tìm được cái dung, chứ cái nồi này có dung rồi là nó ấp lắm luôn á. Dạ. Oppa. Anh có lẽ là anh hơi thấp và anh hơi tròn, nhưng mà những người như anh là những người tốt bụng. Nè. À, nếu như em không chịu yêu anh. Anh đi. Anh sẽ làm cho bụng em bự như bụng anh. Thưa quý vị, câu thả thính vừa rồi nếu thành sự thật, hai bên gia đình sẽ không vui lắm. Nhưng không sao, coi như là một phần thả thính thành công. Đây là một giọng văn truyền cảm hứng. Mời Mạc Văn Khoa hãy nói đôi điều với Hoàng Oanh. Em xin lỗi sao em mới nhìn mặt Khoa là em mất cười. Không có tôn trọng cái nét đẹp của người ta vậy. Em phải nhìn thẳng vào Khoa, điềm tĩnh, nhận lời thả thính. Dạ. Tập trung. Bị đau bụng hả Khoa? Không có. Okay, xin lỗi. Tỏ tình là giây phút quan trọng. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em à? Dạ. Ngày xưa đi học, em học giỏi nhất môn gì? Dạ, em học giỏi nhất môn văn. Còn anh thì giỏi môn hóa. Mình cùng trở thành một gia đình văn hóa nha em. Trời ơi, quá hay. Một lời tỏ tình có tương lai, có tương lai, xây dựng tương lai. Mặc dù không có sắc nhưng mà có tài. Đúng vậy. Một lời tỏ tình mà người ta nghĩ tới là một cặp đôi vợ chồng sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Gia đình văn hóa. Đấy, đấy thì là tương lai đấy. Bây giờ là công Dương. Có giờ em không quen thả thính anh ơi. Hả? Có giờ không có thả thính bao giờ hết á. Chưa có bạn gái luôn. Không phải là tại mọi người cứ nhào vô. Thôi chứ không cần nói gì hết. Là bị thả thính không à? Thế thì một lần tập thả thính trên sóng truyền hình với một cô gái không phải là người yêu, nhưng hãy tưởng tượng đây là bạn gái mình. Ok. Nhiều khi cái phim nó bắt mình phải làm như vậy. Ok. Âm nhạc bắt đầu. Đó, thấy đẹp liền không? Thấy muốn mua vé cho phim liền. Nãy là hai cặp này là trả vé nè. Cái gì? Trời ơi, có va chạm luôn. Trời ơi. Em à, cái gì vậy? Em nhắm mắt lại đi. Sao vậy? Em cứ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt rồi. Em có thấy cái gì không? Em không thấy gì hết trơn á. Em chỉ thấy bóng tối thôi phải không? Đúng rồi. Vậy em thích bóng tối hơn hay ánh sáng hơn? Thích ánh sáng chứ. Vậy em sợ bóng tối phải không? Đúng rồi. Đó chính là thế giới của em, thì không có anh đó. Ê, sao mà tỏ tình mà mặt ác vậy? Đóng, đóng gì ác quen. Trời rồi. Ơi, em sợ quá, em sợ chị Harry bị nguy hiểm như sắp ăn tươi nuốt sống thế thôi. Giờ đợi màu đỏ tắt vào bên nè. Đây là phần thưởng của ban tổ chức gửi tặng các bạn mỗi người một bông. Wow. Đó. Ủa? Dạ, cảm ơn anh. Có 6 người mà anh. Có, tụi em có 3 bịch bông huệ lát lấy. Ủa sao tự nhiên kỳ thị đội em? Tại vì ban tổ chức tặng cho đội đẹp. Đẹp trai thì người có nhiều người yêu. Thông cảm nha. Ủa, Rick Phan nằm trong độ đẹp hả anh? Đúng rồi. Thì nhìn là chị biết anh em đẹp rồi. So với Nam Mạc Văn Khoa thì Rick Phan đẹp hơn. Đồ em không đẹp, đồ em hấp dẫn. Đúng như vậy. Đó, là một nét hấp dẫn xem nào. Sexy lady. Thưa quý vị, lời đầu tiên tôi xin gửi đến quý vị là sự xin lỗi chân thành. Vì chúng tôi đã phối hợp hai nhóm nó không hợp lý. Ban đầu là lẽ ra một nhóm nhảy thôi, còn nhóm này ra là cầm bông để rải, kim tuyến rải. Nhưng mà tại vì
mà cũng khoa xinh quá, nên chúng tôi đưa vào bài nhảy luôn và làm hư một bài nhảy. Lần nữa xin cúi đầu. Nhưng mà đội mình được một cái là giải trí đúng không? Giải trí. Thế nên đội mình đang có ưu thế trong cuộc chơi ngày hôm nay để dập đội bên kia. Mặc dù Thư không phải là đội chủ nhà. Dạ. Nhưng mà bây giờ thích thì qua bên đây luôn. Dạ. Đẩy Harry một chỗ khác liền. Cất Harry luôn. Cất Harry luôn. Cất luôn. Chị nhắm chị làm lại chị em tụi em không? Đúng rồi. Thấy hai cái màu hường không? Ôi, đỏ, ôi, hai đứa bên này màu xanh không? Em nghĩ đi, làm sao em xấu bằng khoa đội chị được? Ôi, chị nói cái gì đấy? Chị nói cái gì đấy? Chị nói cái gì đấy? Em nghĩ đi, làm sao em có thể thông minh bằng hay là cái gì? Em nghĩ đi, làm sao em xấu bằng khoa? Một câu khẳng định luôn chị. Đó là sự thật mà em. Thấy chưa? Nè, em nói về xấu, làng hài là xấu nhất. Đúng chưa? Đúng rồi. Nói về đen, làng hài là đen nhất. Đúng ạ. Nói về trẻ mà làng hài là duyên dáng nhất. Thấy chưa? Đúng chưa? Mình trẻ, mình đen, mình xấu mà mình duyên dáng. Đúng chưa? Nói về xấu nữ, lần hai là già xấu nhất, già xấu nhất. Nhưng mà trẻ mà nhiều show bây giờ là già là một trong những đứa nhiều show nhất. Đúng chưa? Còn nói về hài á, là em là có cái tên là kiều nữ lần hai rồi. Dạ. Nên không bàn nữa. Dạ. Đúng không? Còn chúng ta là vừa đẹp, vừa thông minh, vừa duyên dáng. Thế nên ngày hôm nay bây giờ rất là khó trong cái việc chia đội. Không, em không thông minh lắm đâu. Hả? Bây giờ chia đội sao? Rất khó để chia. Tại vì chúng ta phải bắt cặp để đấu với nhau. Khách mời hôm nay là God Great Fan, Trương Mỹ Nhân và Nam Thư. Chúng ta phải lựa chọn một thành viên trong đội chủ nhà để mình bắt cặp. Sau đó mình nhờ sự tư vấn và hỗ trợ chơi game cùng với họ để mang về điểm thưởng. Điểm thưởng cuối chương trình sẽ tổ chức bốc thăm rút thưởng. Giải thưởng là tiền mặt thật. Nên chúng ta hãy lựa chọn gương mặt để trao trọn niềm tin, thay đổi cuộc sống, vận mệnh tương lai nằm trong tay của người đó. Ưu tiên cho hai bạn nữ Nam Thư và Trương Mỹ Nhân chọn trước. Nam Thư chọn trước, em sẽ chọn ai? Em chọn một người bạn rất là thân thiết với em. Rồi. Từ những ngày hai đứa chưa là nổi tiếng. Rồi. Lớp vĩ dạ. Rồi. Rồi em đi ra. Đó đây bạn. Rồi. Lớp vĩ dạ, Nam Thư sẽ là một cặp. Ờ, thiệt ra thì mình đã thân với nhau lâu rồi. Đến giờ phút này bớt thân lợi. Em thì thật sự anh Giang cũng biết rồi. Gu em không phải là nữ anh Giang à. Gu em là dạng Trương Thế Vinh mới được. Giờ không có Trương Thế Vinh, có Trương Thế Rích cũng được. Rích, em có chọn dạ không? Dạ chọn. Dạ, ôi cháu xin hỏi Thư à. Chọn dễ luôn á. Kèo này nó coi bộ ăn dễ hơn. Ủa, em ơi, chị tưởng là cái gu em là chị. Vậy thì về Hàn Quốc. Cuối cùng hai đứa mình cũng vậy nào nha. Khoa. Em đây đây. Hãy ôm anh và nói lời cảm ơn đi. Em cảm ơn anh ạ. Chồng em nhân khoa giống hai cái tâm đó hả? Đây, hai cái tâm về. Trời ơi, anh Khoa, anh về. Trời ơi, trời ơi. Như là người đẹp với quái vật vậy đó. What? Yêu. Thiệt. Không khác gì luôn. Không, Thư nói đúng em ạ. Em tặng quà cho anh là coi như là... Đấy, vì nhan sắc của anh. Ở đây thì chỉ có một mình em là công nhận cái nhan sắc của anh thôi đó. Anh cảm ơn em đi. Anh cảm ơn em. Sao phụ nữ về mà căng thẳng vậy? Căng thẳng đâu, em đang vui mà. Bây giờ làm một câu thơ lục bát để chào mừng phụ nữ xuất hiện trong nhà mình nè. À, về đội của mình nè. Hôm nay em tới đây rồi. Cái thơ gì kỳ á. Hôm nay em tới nơi đây. Hôm nay em tới nơi đây. Tiếp. Em tặng bông hoa. Đây nè. Đúng rồi, chúng ta tiếp tục chương trình. Thiệt luôn á. May là em tặng hoa cho anh chứ anh mà tặng hoa cho em, anh mà thơ kiểu đó em không lấy đâu. Thơ kiểu đó thì ai mà lấy trời. Thơ tình cảm mà cũng không đúng mà thơ vần cũng sai luôn. Hôm nay em tới nơi đây. Tè tè tè. Ví dụ vậy, làm được rồi. Hôm nay em tới nơi đây. Hôm nay em tới nơi đây. À, chị vợ anh không thích như vậy lắm đâu, dạng vậy. Ừ, vợ anh ngồi dưới hay gì đó. Thơ nó phải từ từ, anh nó phải ra từ từ chứ.
khó quá bỏ qua đi anh. Nè, hôm nay em tới đây, vợ anh ngồi dưới sẽ làm trầy mặt em dạng vậy. Nghe bạo lực quá. Nghe bạo lực quá, thôi bỏ qua. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, hãy nhìn xem quá đẹp đôi. Chúng ta chờ đợi chàng hoàng tử này sẽ cầu hôn như thế nào với nàng công chúa người Hàn. Xin mời. Ủa em trước hả? Ồ anh trước đó anh. Cho tôi dạy trước đi anh cho. Không không, em trước. 2, 3. Xí xí cho nói cái lệnh này là hồi trước có làm lần rồi. À xin lỗi, anh xin lỗi anh quên thông tin. Ngày xưa Chu Thế Vinh có làm một lần nhưng không thành công. Còn anh chưa có. Tập nha em. Tập hồi học thi không? Ok. Ủa cái đèn sen này có tương ngon. Ri à? Dạ. Sau thời gian chúng ta tìm hiểu nhau, anh dần thấy rằng nếu như trái đất này không còn không khí nữa, biển không còn nước chỉ còn muối thôi, lẹ đi cho về nè, thì cũng không có ai thay thế được em trong lòng anh. Ủa? Em đồng ý làm vợ anh đó. Thưa quý vị, đơn giản, ngắn gọn, xúc tích, chân thành, đó là Trương Thế Vinh. Bây giờ đã đến lúc người đàn ông từ Hải Dương xuất hiện. Ấy đó. À thổi bụi đi Quỳ. Sợ, khá như sợ. Sao lại sợ như vậy? Mặt sợ quá. Ủa tự nhiên nhạc Giáng sinh là sao đó? Nhạc Giáng sinh. Nhạc Giáng sinh. Em à, cuộc sống của anh đang yên bình an thản. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc 1 tuần, thay ra tuần sau mặc tiếp. Tuần sau mặc tiếp. Thì bỗng nhiên em xuất hiện. Sự xuất hiện của em nó như một tia sét đánh chết mọi thứ. Và trong đó có trái tim anh. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình là mình cưới nhau đi. Sàn bị trơn em à. Làm chồng anh nhé, làm chồng anh nhé. Chạy theo, rước về. Bây giờ té trời ơi. Nhâm. Ôm cái tạo dáng giống như là dance box vậy đấy, ôm cái ngã xuống. Làm vợ anh. Liêm sĩ gì tập này nữa, nơi cưới đi. Mà cầu hôn thành công. Thành công. Nói gì nói lẹ đi chứ nhà bao việc. Thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta chứng kiến màn cầu hôn của cặp đôi ta gọi là định mệnh. Bắt đầu. Nhạc kinh gì vậy? Nhạc kinh gì? 10 năm tình cũ. Em à, đổi cái nhạc khác đi. Tâm lý ra không có rồi còn cho nhạc trĩu nặng nữa. Em à, hãy bỏ qua hết những yếu tố khách quan ở đây đi. Âm nhạc cũng không có làm cho mọi cảm xúc thăng hoa hơn. Chỉ bằng bây giờ chúng ta hãy tự cảm nhận cảm xúc của chính chúng ta. Cảm xúc của chính chúng ta. Nói cái giọng bình thường được không? Có sữa cỡ nào cũng không sang được. Nói lẹ đi về nhà bao việc. Em à, có thể cho anh mượn bó hoa trên tay thêm được không? Thích hoa đúng không? Bó hoa này tuy là to và rất đẹp,
Nhưng anh nghĩ nó cũng không chân thành bằng một cành hoa của anh đâu. Trời ơi, cành hoa này làm tôi nhớ đến mùa du lan báo hiếu. Em à, đừng nghĩ xa xôi à. Hãy quay trở về với thực tại. Người đàn ông đang đứng trước mặt em đây, ngày hôm nay muốn đến đây và quỳ xuống luôn. Lại em à, anh ơi, anh nói lẹ đi chứ nhà bao việc. Chưa đến đoạn này em. Hãy bình tĩnh nghe anh nói. Nhìn nó cứ dở hơi thế nào đấy. Không hiểu tại sao định mệnh cứ áp đặt cho anh vào những tình huống trớ trêu như thế này. Anh chỉ muốn nói với em là trái tim anh bây giờ đã mở cửa. Anh nguyện đón em vào trái tim của anh. Hy vọng em sẽ đi một đường thẳng, thẳng vào trong tâm thất và yên nghỉ tại tâm nhĩ. Và hy vọng em đừng làm hở van tim của anh. Hãy nhận lời làm vợ anh nhé. Cảm ơn. Ngày đeo ngón cái hả? Anh thôi kệ, có đeo là mừng rồi em. Ok, ngón cái là ok đó. Đúng rồi. Ok. Lai. Ủa tay. Ok.